Mẫu đèn này có tên gọi là đèn laser DJ Royal Kai 02. Đây là một mẫu đèn laser quét đi chiếu hình 7 màu phù hợp cho những không gian từ 30 cho đến 70 mét vuông. Mọi người mua có thể đầu tư cho những phòng bar, phòng karaoke, quán bar, vũ trường, quán club, hoặc là đi những cái sân khấu ca nhạc, những cái sân khấu đi show ngoài trời cũng rất là đẹp. Dòng đèn này ngoài quét đi 7 màu thì nó có thể chiếu ra những cái hình ảnh rất là đẹp mắt. Đây là một cái dòng đèn laser được sử dụng bóng đèn laser thế hệ mới nên màu sắc của đèn và độ sắc nét của đèn nó sẽ tốt hơn những cái dòng bóng đèn laser cũ. Như mọi người thấy là mình đang đứng rất là xa, có thể hơn 15 đến 20 mét luôn, nhưng mà cái tia đèn nó vẫn đánh rất là tốt, nó rất là màu sắc nó rất là đẹp. Hiện tại mình đang quay giới thiệu thực tế tại studio của công ty BH bên mình. Và dòng loa mình đang mở nhạc đó là dòng loa Boa L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.